Mời các bạn nghe chuyện Thiếu Lâm trên mạng Internet do Hải Anh thể hiện. Chuyện Hỏa Thân Trên Tấm Kính. Trên sân thượng một khách sạn sang trọng, có một cô gái trông trước trông sau không thấy ai, bèn thoát y ra nằm tắm nắng. Cô gái cẩn thận nằm sấp xuống cho kín đáo. Được một lúc nghe tiếng chân người, cô gái bèn kéo chiếc khăn che vài chỗ đáp che. Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hồn hề nói: "Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô với nắng." Cô gái nhăn mặt: "Sao vậy? Có ai xung quanh đâu mà ông la toát lên thế?" "Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật. Nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng, cô nhìn xuống thử mà xem." Và cô gái hốt hoảng nhìn xuống. "Thế mới sợ."